mảng màu thú vị. Màu cơ bản, chúng ta chỉ có 3 màu cơ bản các bạn nhé. Đó là màu vàng, màu đỏ và màu lam. Chúng ta sẽ trải nghiệm cách pha màu như sau. Trước tiên, chúng ta sẽ lấy màu đỏ rồi trộn màu vàng. Chúng ta sẽ được màu cam các bạn ạ. Tiếp theo, lấy màu vàng trộn với màu lam, chúng ta được màu xanh lá cây. Lấy màu lam trộn với màu đỏ, chúng ta được màu tím. Cặp màu bổ túc, nêu các màu đối diện với màu cơ bản. Màu đỏ đối diện đó là màu xanh lục, màu lam đối diện là màu cam, màu vàng đối diện đó là màu tím. Đây là cặp màu bổ túc, khi đặt cạnh nhau sẽ tôn nhau lên, màu tươi hơn và rực rỡ hơn. Màu nóng, màu lạnh. Màu nóng là những màu tạo cảm giác ấm áp, nóng bức. Đó là những màu gần với màu đỏ, màu vàng. Màu lạnh là những màu tạo cảm giác mát dịu hoặc lạnh lẽo. Đó là những màu gần gũi với màu lục, hay còn gọi màu xanh lá cây và màu lam. Các em quan sát một số bức tranh, trong đó có sử dụng một số màu nóng và màu lạnh. Thầy và trò chúng ta vừa tìm hiểu các kiến thức về màu. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cách thực hiện. Mời các em theo dõi video hướng dẫn của thầy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thực hành các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thước kẻ để chúng ta sẽ vẽ. Và bài ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng qua các hình cơ bản để chúng ta kết hợp với nhau. Ví dụ từ màu vàng với trộn với màu đỏ thì chúng ta sẽ tạo ra màu gì, đúng nhỉ? Và bây giờ thầy mời tất cả các bạn chúng ta quan sát nhé. Chúng ta sẽ lấy cho thầy, vẽ cho thầy một hình vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một hình tròn. Các bạn có thể dùng compa để các bạn quay mình tròn đây. Nếu ở nhà chúng ta không có compa, các bạn có thể vận dụng những chiếc nắp hộp hoặc là cái bát để chúng ta tạo ra một hình tròn. Để sẽ thị phạm luôn bằng một chiếc nắp hộp. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Ở phía ngoài các bạn có thể trang trí những đường lượn sóng hoặc là những hình vuông, hình tròn để tạo ra những gam màu khác nhau. Ví dụ ở đây thầy sẽ vẽ một hình chữ nhật dài. Ở đây thầy sẽ vẽ những đường lượn sóng các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có sự liên kết giữa mảng màu chính phụ. Thì các bạn có thể sử dụng các hình vuông, hình tròn, nhỏ để tạo ra các bức tranh có sự liên kết. Ví dụ ở đây thầy có thể vẽ các đường zigzag các bạn nhé. Chúng ta có thể sử dụng những nắp hộp nhỏ hơn. Chúng ta tạo ra cho bức tranh có sinh động hơn. Vậy là chúng ta đã xong phần nét đúng không các bạn nhỉ? Và bây giờ các bạn có thể sử dụng bút dạ màu đen để các bạn viền lại cái nét đó. Sau đó chúng ta sẽ tô màu các bạn nhé. Bài này nếu mà các bạn tô màu bằng màu sáp cũng được. Và các bạn có thể sử dụng bằng màu nước hay là màu dạ. Đấy là do ý thích của các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ phần tô màu các bạn nhé. Các bạn sẽ lựa chọn những cái màu sắc cơ bản để chúng ta tô vào những phần chính này trước. Ví dụ như ô này thì sẽ lựa chọn đó là màu vàng. Chúng ta có 3 màu cơ bản đúng không các bạn nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu đỏ vào cái hình tròn các bạn nhé. Các bạn cố gắng là chúng ta khi chúng ta tô màu thì chúng ta sẽ không tô vào những ô phần nhỏ này. Các bạn chỉ tô cho thấy những ở mảng lớn thôi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ biết là buổi trước thầy đã hướng dẫn các bạn đúng nhỉ? Chúng ta có 3 màu cơ bản, đó là màu vàng, màu đỏ, màu lam. Và khi chúng ta sẽ pha trộn giữa màu vàng và màu đỏ thì chúng ta sẽ tạo ra màu gì các bạn nhỉ? Giờ trước thầy đã có hướng dẫn các bạn. Chúng ta chỉ có 3 màu cơ bản, đó là màu vàng, màu đỏ và màu lam đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ pha trộn giữa màu vàng trộn với màu đỏ, chúng ta sẽ được màu gì các bạn nhỉ? À, đó chính là màu cam các bạn ạ. Nếu mà ai sử dụng màu nước thì các bạn có thể lấy màu pha trộn vào với nhau các bạn nhé. Hoặc ở đây các bạn có thể sử dụng luôn màu sắc để các bạn pha trộn vào cũng được. Ví dụ như là thấy có màu vàng đây các bạn này. Sau đó thầy sẽ pha trộn vào màu đỏ các bạn nhé. Thầy pha trộn với màu đỏ. Vậy là chúng ta đã tạo ra cái màu gì các bạn nhỉ? Đây chính là màu cam các bạn ạ. Tiếp theo cứ như vậy, khi chúng ta pha trộn giữa màu vàng với màu xanh lam thì chúng ta sẽ có một màu, đó là màu xanh cây. Các bạn có thể lấy màu xanh cây các bạn tô luôn vào cũng được các bạn ạ. Và chúng ta sẽ pha trộn giữa màu đỏ với màu lam, chúng ta sẽ có màu tím. Ngoài ra chúng ta sẽ có thể lựa chọn ở phía ngoài này bằng màu sắc bất kỳ. Các bạn có thể trang trí, ví dụ ở đây chúng ta tô màu đỏ thì các bạn đây có thể tô màu hồng cũng được không sao cả các bạn nhé.